Tôi sống bằng cái bắt lỗi tôi từng câu từng chữ thì cái đó nó cũng không không đúng lắm. Chơi thì mình chơi cho công bằng, mà mình có nhận xét đó thì nhận xét cho nó cái tư duy nó sáng sáng một chút, còn nó có tối quá thì mở chút đèn, chứ nhiều khi chụp tôi nhiều cái nó không có đúng cho nên nó cũng không hay. Thì hôm nay á, Phương Hằng tôi sẽ có một cái cuộc chơi chính nghĩa, là bởi vì sao, là tôi cả đã từng nói trong cái livestream vừa rồi á, là rất rất là nhiều người đã vô tình vô cớ chửi tôi, và tôi đã biết ra là tại sao họ chửi tôi. Và cũng như quý vị biết là ở trong đây á, thì có 7-8 người đàn ông mà đóng vai phụ nữ mặc váy, và đặc biệt thì có nhiều phụ nữ chính thức luôn. Nhưng ngày hôm nay á, thì thưa quý vị là tôi đã biết tại sao con Phạm nhà nó chửi tôi như một con điên. À, cái này hay lắm nha quý vị. À, quan có đầu nợ có chủ, và thường thường á thì đụng tới nghĩa là đụng là chạm, mà sụp là đổ ha, là cái chơi là phải nổ banh nóc luôn, thì nhiều khi nó mới cảm thấy đã thôi quý vị. Nếu mà tôi nói nửa vời quý vị nghe cũng không thấy hay, mà tôi chơi nửa chừng vời á, thì quý vị cũng cảm thấy ờ bà này nói xàm, bà này nói không thuyết phục, hay là bà này có một cái tư thù gì đó hay cái gì ha. Bây giờ mình cứ chơi cho nó công bằng. Bữa nay không có doanh nghiệp doanh nhân gì ở đây nha quý vị, mà tôi là bà Nguyễn Phương Hằng, hay là tôi là Nguyễn Phương Hằng thôi, để mà chơi cái cuộc chơi này cho nó công bằng. Bởi vì người ta đi bươi móc mình không, người ta đi tìm những cái dĩ dãn của mình, mà những cái dĩ dãn đó thì rất tiếc là họ đặt ra nhiều quá. Còn tôi nói thật, tôi sẽ tìm những cái dĩ dãn dơ giá dễ dầu gì giấu giếm của những con người đang núp lùm nha quý vị, núp lùm để mà chơi cái trò bẩn thỉu, trong cái đó mình thối nát hơn ai hết. Mà mình cứ núp lùm rồi mình cứ nghĩ rằng không ai biết quá khứ của mình, không ai biết được mình đã từng bẩn thỉu như thế nào, mình đã từng thối nát như thế nào. Tương lai và hiện tại họ cũng đang sống trong những cái cảm xúc đó, nhưng mà họ cứ là lên miệng lên mồm chửi tôi. Thì tất cả những người mà đã từng chửi tôi là họ đều có động cơ hết, không phải là tự nhiên nha quý vị. Bởi vì đối với tôi là tôi không có va chạm, mà tự nhiên có rất nhiều người chửi tôi rất là hăng, cho nên là tôi hôm nay là buộc tôi phải vạch mặt ra từng người nha quý vị. Bây giờ đầu tiên đó là tôi nói tới con Phạm Ngà. Thì con Phạm Ngà nó là một trong những con múa đồng tại cái đền thờ của Hoài Linh. Đây, quý vị hãy xem tại sao mà nó đồng bóng cô cậu đến cái mức như thế này. Đây, tại sao mà nó điên loạn lên, nó binh nó cố gắng nó ra sức nó bảo vệ. Đây nè quý vị, Phạm Ngà. À, một cũng cô đồng cô bóng đó quý vị. Quý vị nhìn thấy những cái hình ảnh này nó có quen thuộc với cái chỗ Hoài Linh không quý vị? Đó, một cái con điên điên từ rất trẻ mà đã đồng bóng rồi, đã như thế này. Và vừa rồi thì quý vị cũng biết là cũng có một hai kinh, chẳng hạn như con Hót Niêu, rồi có Phạm Ngà nó nói rằng là công an vô cuộc bắt tôi vì tôi đụng chạm tới cái chuyện mà hầu đồng hầu bóng gì đó. Thật sự là quý vị nghe cho rõ là tôi nói tất cả mọi người đều có một cái tín ngưỡng riêng, thì giống như một cái cô gì đã chia sẻ. Nhưng ở đây tôi nói thật với quý vị, mà từng chứng kiến được những lúc hầu bóng hầu đồng của Hoài Linh á, con đưa cái clip lên thì quý vị sẽ thấy rằng họ đã xa xỉ như thế nào. Thành ra 1-2 tỷ bạc cho 1-2 ngày hầu đồng hầu bóng không có nghĩa lý về gì hết. Họ xa xỉ đến một cái mức mà là trên mức cần thiết. Và quý vị nhìn thấy Hoài Linh không? Thể hiện mình là một người ban phát, mình là một cái người mà gọi là nhập một cái vai, gọi là một cái người ơn trên, một cái người bề trên, một cái người cung phụng ban phát rất là phản cảm. Tiền thì văng vung thế này, mọi người thì bò xuống lụm. Thậm chí rằng là cái có như thế này quý vị, thí dụ như là câu được một cái mối. Thí dụ như bây giờ tôi nói tôi đi. À, bây giờ chị muốn hầu cái chầu này 500 1 tỷ hoặc 2 tỷ 3 tỷ thì tùy theo khả năng của cái người khách. Thế là sẽ bài binh bố trận. Thì quý vị nhìn coi xa xỉ không? Rất là xa xỉ. Đó, tốn kém đến kinh khủng luôn. Đó, từ những cái người mà đi 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 ngồi chầu đó đó, là những người đó là những người được phước lộc. Đó. Còn cái người mà đi cúng á quý vị, chẳng hạn như bây giờ tôi đi đưa 1 tỷ đồng hay 500 triệu, hay là bèo nhất á, là cũng phải là 200 triệu, thì một cái cuộc như vậy cộng lại á, thì ít nhất cũng phải trên 1 tỷ đồng thì Hoài Linh mới nhảy nha quý vị.
nha. Thì 1 tỷ đồng đó, đó là sẽ chia ra chi phí bao nhiêu, nội bộ bao nhiêu, bỏ vô túi bao nhiêu và bao nhiêu ban phát cho những cái người mà nhảy vô chụp giật như cúng cô hồn vậy đó quý vị thấy không? À, rồi tung hô nhảy múa hít hát gào hét lên giống như là bề trên bề xuống nhập vô, rồi phán cái này phán cái kia, cô này cậu kia về một cái nơi mà quý vị á, thấy rằng là nó có u mê không, nó có mê tín hay không, thì cái này á là đợi cơ quan thứ ba vào cuộc để chứng minh rằng là như hôm qua có một cái cô gọi là tên là cô gì đó. Quý vị hãy lên cái clip này, quý vị nghe cô nói đây là một cái trò phản cảm nhất mà lại xảy ra trong cái đền thờ tổ của Hoài Linh. Là thờ tổ là thờ gì? Thờ những cái người không phải liên quan tới cái môn phái này. Cái môn phái này phải được tổ chức ở những nơi đúng chỗ và có ngày có giờ, chứ không phải là tổ chức như vậy. Nhưng cái quan trọng ở đây tôi nói ở đây là cái hình thức này nó đúng hay nó sai thì tôi không dám nói, nhưng tôi nói ở đây là đằng sau những cái sự này là một sự ma mị mê tín về ma quái âm binh. Làm sao mà gọi hồn về để nói chuyện? Chẳng hạn như tôi nói thí dụ như bây giờ cha mẹ ông bà mình chết rồi, Hoài Linh làm sao mà gọi hồn về để nói chuyện giùm? Thì có phải đây là Hoài Linh với là ông Võ Hoàng Yên là một cái gọi là tư duy giống nhau không quý vị? Tư duy âm binh giống nhau không? Y chang đồng bóng ma mị âm binh bắt ma gọi hồn, thậm chí là bùa ngải nữa. Tôi nói ra thì đã nói đụng thì rất là chạm, nhưng mà đa số giới nghệ sĩ hay chơi bùa lắm. Tôi chơi bùa chơi ngải mà tôi nghe giang hồ đồn là ai cũng có cái bủ bối để làm nghề, để kêu gọi, để tồn tại. Thì tôi nói tôi nghe thiên hạ đồn chứ tôi cũng không biết nha quý vị. Thiên hạ đồn nhiều lắm, nói ra thì đụng chạm. Nhưng mà rõ ràng đây đó là tôi không dám nói về vấn đề mà tâm linh của mỗi người, nhưng mà cứ để cho xã hội phán xét. Và cái kiểu xa xỉ như thế này á, thì quý vị nhìn thấy rằng là tổ chức như thế này tốn kém kinh khủng lắm. Nào là hoa trái bưng bê trang trọng, nghĩa là trời ơi tốn kém kinh khủng lắm. Nhưng mà cái người chi tiền ra là một trong những cái người mà đồng ý bỏ tiền vô. Còn những người mà quý vị nhìn thấy á, nhìn thấy xung quanh á, là những người hưởng thụ đó. Những người như thế này là những người thừa hưởng. Còn những người mà bỏ tiền ra cúng á, là có chủ nhân, là được Hoài Linh kêu ra đầu tiên cúng gian giái tên tuổi, rồi ở đâu đang làm nghề gì, rồi ông bà tổ tiên ở đâu như thế nào. Sau đó tới mới có những cái cuộc mà gọi là tung tiền với phát quà đó quý vị. Tại vì sao? Tôi thì chưa từng đến chỗ này, nhưng mà được cái là tôi nghe kể lại hết đó. Cái nghi thức mà để mà ra những cái này á, thì quý vị biết không, tốn kém kinh khủng lắm. Thành ra 1-2 tỷ đồng cho một lần như vậy á, là không phải ít. Nhưng mà có một cái là có thể như là một cái cuộc nhảy như thế này 3-4 chủ nhân cộng tiền lại để ra một con số tiền rất là lớn để mà tổ chức ra như vậy. Chứ một người á 500 triệu hay là 200 triệu thì không thể đủ 3-4 người cộng lại cùng một lúc để mà ra được một cái cuộc nhảy như thế này quý vị coi. Nếu mà quý vị nào đã từng ở đây chứng kiến á, thì nó xa xỉ kinh khủng khiếp lắm. Tiền thì vung dư nước, trái cây hoa quả nhang đèn chân. Tôi nói cái này chỉ có thời vua chúa ở trong những cái triều đình mà vua chúa mới có thôi, chứ còn cái cuộc sống bên ngoài á thì không thể nào có những cái nơi này. Và nếu có chăng á là ở những nơi rất là linh thiêng và những nơi mà đã nó có trong lịch sử rồi, chứ không phải là một cái nơi thờ tổ mà để làm cái chuyện này. Thì tôi không có đá động sâu vô, mà tôi cũng không muốn là đụng chạm. Nhưng mà tôi chỉ nói ở đây là tại vì sao ở đây nó có cái sự đoạn, kết nối giữa Hoài Linh với lại ông Hoàng Yên. Cho nên tôi nói đây là tôi nói sự thật. Đằng sau những cái trò mà nhảy nhót này, nó là một sự ma mị mê tín, chứ không phải là tôi lên án cái chuyện nhảy đồng giải bóng này. Cái này là cái này là cái truyền thống hay là một cái gì đó đó tôi cũng không có biết nha. Tôi là loại ngu dốt, nhưng mà tôi được cái là dám nói. Nó có nói sai nói đúng gì thì còn khán giả, còn quý vị phán xét cho tôi. Nhưng cái mà tôi nói ở đây là tôi nói là âm binh là cái gì, là ma, là một cái thế giới bên kia. Thì làm sao mà ai mà đi nói chuyện được với ma, mà ai mà có thể là đi thương lượng được với ma? Y ông Yên kêu tôi qua bắt ma, kêu tôi qua gỡ bùa.
Thì đó mấy em tôi nói, nếu mà Hoài Linh mà cảm thấy rằng là bà Hằng này bà xạo hay là bà vu khống để mà mất đi cái hình tượng, hay là tôi không có tổ chức nhảy đồng, hay là bà Hằng vu khống hay cái gì đó, thì Hoài Linh có quyền lên tiếng, đúng không quý vị? Tôi đâu có nói ai, mà tôi là một người cái là nói thật, ăn thật và ở đây thật chị, cho nên là đâu có ngại gì đâu, mà đi kiếm tôi đâu có khó khăn gì đâu. Cho nên là ở đây một lần nữa tôi nói là tôi rất là xin lỗi quý vị, vì ít nhất cũng có người vui người buồn. Người vui là bởi vì họ nhận ra được cái sự mê tín đồng bóng. Người buồn là vì là nhiều khi là thần tượng họ sụp đổ, cho nên là cũng rất là xin lỗi nha quý vị. Xin lỗi là hai thần tượng cùng sụp đổ trong một thời điểm, kẻ khóc người cười, gọi là cặp đôi hoàn hảo. Mà đã nói thì nói luôn, tôi thì được cái có cái lá gan tới 50 kg lận đó, cho nên là tôi đụng thì tôi chạm nhiều thứ lắm, mà hình như là tôi cũng hồi xuân hay sao nó cũng máu lửa lắm quý vị, rất là máu lửa mà năng lượng nó cũng rất là nhiều đó. Cho nên là vừa rồi đó thì tôi nghe Kim Chi nói là đụng vô với đám nghệ sĩ, chứ một cái đám nghệ sĩ rồi đám nhỏ nha quý vị, chứ nói với nữa là chửi tôi nữa là ổ kiến lửa. Thì tôi cũng trông cho có kiến lửa nó bò ra nó cắn tôi mà cũng chưa có thấy. Thì thường thường á thì giống như tôi nói á, đây là cái con chim mi hô, cái con khùng đó, nó ra sức nó bảo vệ một cái thần tượng của nó. Nó sợ thần tượng nó sụp đổ, cho nên nó đã dùng những cái lời lẽ mà mất dạy nhất để mà dành cho tôi. À, đó là nó, tại vì thần tượng của nó là ông Hoài Linh. À, rồi một thần tượng mà tiếp theo nữa mà tôi nghe giới giang hồ đồn nha quý vị, đó là anh Đàm. Anh Đàm thì coi như là cũng có nhiều thâm cung bí sử với lại anh Hoài Linh lắm. Nhưng mà riêng anh Đàm thì cũng không lạ lạ gì chị, phải không em? Em đã từng đến Đại Nam này ca hát rồi, em đâu có lạ gì chị Hằng. Mà nhiều khi em thấy chị nói Hoài Linh chắc em cũng đau lòng lắm. Cho nên là em cũng giúp mặt cũng để mũi, em không có kêu thẳng mặt chị ra em chửi, mà em nói chị kém sang. Thì xin thưa với quý vị là em rất sang mà còn trọng nữa đó quý vị. Thì có những người cố gắng nói xấu em sau lưng, nhưng mà ngon thì nói nghe mặt em, thì em sẽ nói cho quý vị nghe. Quý vị biết không, em không có mê trai như quý vị đã từng nói đâu, nhưng mà em mê kim cương. Mà chị với lại Đàm Vĩnh Hưng, tôi với Đàm Vĩnh Hưng có một cái sở thích giống nhau là rất là mê kim cương. Tôi mê từ hột é tới hột lụ, mà tôi mê đến nỗi mà bây giờ ở trong nước Việt Nam này mà tất cả những người chơi kim cương là phải bye bye tôi, bởi vì không có phục vụ nổi khả năng của tôi. Cho nên tôi ra tới nước ngoài tôi mua những cái hãng lớn, chẳng nhận như hãng Ráp, hãng Harry Winston, hãng có nghĩa là tất cả những cái hãng kim cương lớn đó, tại vì tôi không biết English, cho nên tôi nói tiếng Anh không có được, cho nên là tôi mua ở nước ngoài không à. Kiểu Đàm Vĩnh Hưng cũng mua kim cương, nhưng mà tôi sang hơn Đàm Vĩnh Hưng á, là tôi mua kim cương xong tôi trả tiền mặt, còn Đàm Vĩnh Hưng á này mua kim cương phải trả góp. Khổ vậy đó, cũng đam mê, cũng đua đòi, cũng ráng cố gắng có cho thiên hạ nghĩ là mình cũng ca sĩ nổi tiếng, mình cũng đeo hộp, nhưng mà mình phải trả góp tháng 2-3 ngàn đi mua ở ngoài số 2 Nguyễn Trung Trực chỗ bà Ánh Kim Long á, tháng trả 2 ngàn 3 ngàn mua đeo lè thiên hạ trước đi rồi trả góp tính sau. Thì đó cũng là một cái nỗ lực để mà mình có được cái này cái kia, nó cũng có cái hay. Nhưng mà cái hay của chị là chị sang hơn, là chị mua cục nào cục đấy 2-3 triệu đô rồi chị trả tiền mặt, quá sang rồi đúng không? Còn em sang hơn, em không sang, hay là em sang thì bữa nay chị nói cho mọi người biết là em cũng mua kim cương, nhưng mà mua trả góp, trả 1 tháng 2-3 ngàn vậy đó. Rồi ra khè thiên hạ rồi, mình mê kim cương lắm, đeo tịch kim cương tè le hết trơn á, nhưng mà toàn trả góp không trả thấy mẹ luôn. À, còn chỉ sang em mua cục nào cục đấy trả tiền liền, không nhiều khi nói người ta nói mình khùng hay người ta nói mình chảnh, chứ nhiều khi chị thấy cái cục kim cương của em đeo nó giống như cục cất mũi của con chị vậy đó. Mà nhiều khi có người không biết cứ khoe mẽ mà chưa tính nói tới đồ bệnh đồ quạng em đeo nữa,
Cho nên là em thôi thì em đừng có nói chị không sang, nhưng mà chắc chắn chị đeo kim cương sang em là chắc là nó làm Vĩnh Hưng. Và cái cách nói chuyện của em là rất là láo. À, nhiều người dạy chị sang lắm, nhưng mà xin lỗi không cần dạy chị sang có thừa. Sang trí tuệ, sang tư duy mới là sang. Chị đó là đụng là chạm nha Đàm Vĩnh Hưng. Em nói gì nói, em nói xa nói gần á, không qua nói thật. Đó, em muốn nói thật chị nói thật em cho khán giả nghe. Đó em làm sao? Trời đất ơi, em muốn nói chị nói cho em nghe. Bây giờ mọi người không tin tôi á, đi đến số 2 Nguyễn Trung Trực á, tiệm vàng Kim Long ra tôi quảng cáo luôn cho. Hỏi cái bà ánh chủ hàng Kim Long đó, muốn số điện thoại ông tôi cho hàng tháng góp 2-3 ngàn, 3-4 ngàn mua được đi kim cương góp thấy mẹ luôn. Rồi các bạn đi hát đi gào vậy nè, để có tiền về trả cho những cái thứ mà mình cần phải xô ra. Mình là người đồ chơi đồ hiệu, mình là người rất là sành điệu, rất là sang trọng. Trời đất ơi, thật là đau lòng. Đó, bây giờ sang không? Chị quá sang đó chứ em. Sao nói chị kém sang? Chính vì chị càng nói chị càng sang. Là bởi vì sao? Chị dám nói những sự thật, đúng không? Còn có nhiều người chả dám nói mẹ gì, nói xa nói gần, nó tẹt mẹ ra đi cho thiên hạ nghe. Chắc chắn một điều là chị sang em. Chị có cùng đam mê sở thích với em, nhưng chị sang em là chị mua chị trả luôn tiền mặt. Mà bây giờ ở trong cái đất nước Việt Nam này cũng không ai bán kim cương nổi cho chị đâu. Vì vốn đâu mà chịu nổi chị. Chị chơi cục nào cục nấy hả? Trời bể đầu mà. Thấy thì ghét không quý vị? Nghe ghét không? Ai muốn ghét cứ ghét thoải mái, ghét vô tư. Rồi bỏ qua chỗ anh Đàm nha. Nếu mà anh Đàm cảm thấy khó chịu quá thì kéo băng kéo nhóm tới Đại Nam, tới xuống nhà chị á, chửi chị. Chị sẵn sàng nghinh tiếp em, mời em vô nhà như chị đã từng gặp em. Vậy nha Đàm Vĩnh Hưng. Nếu em thấy đau lòng quá em cứ nhảy đồng đổng lên em chửi chị đi. Trời ơi, năm nay chị máu lửa lắm, chị khoái ai chửi chị lắm. Chửi chị để chị bớt nghiệp nha. Rồi bây giờ